Dạ, lời nói đầu tiên Út Hà mến chúc quý cô chú, quý anh chị toàn thể mốt kinh đường lai chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Thì hôm nay Út Hà đang đi dỗ tổ, thì Út Hà đi về Vĩnh Long có vô cái nhóm cao lạc bộ để quay phim đó, nên hôm nay dỗ tổ do chị Hương tổ chức. Đây chị giới thiệu, xin giới thiệu, đây là chị Hương. Dạ, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Tân Hữu. Dạ rồi, chị tự giới thiệu, em khỏi giới thiệu. Dạ, chị thấy chủ nhiệm này te tua cực khổ vô. Dạ, te tua cực khổ. Ở đây là chị Cúc. À, tiếp theo đây là đang quay phim mà. Đây là anh Minh Hơn, mà đặc biệt là anh có một cái danh hiệu là anh Trần Minh Khấu Chuối. Trần Minh Khấu Chuối, còn bên đây là cái gì Nga quên rồi, Quỳnh Nga. Đây tiểu thơ Quỳnh Nga. Rồi ai cũng có cái vai nha. Đây trong cái chích đoạn, còn đây là chị Năm nè. Bây giờ mình đi lên chỗ cái bàn tổ cho. Dạ, ở đây bàn tổ ngày nãy có cúng những gà đồ trên đây thì dọn xuống rồi, chị này tới sau nên trình tổ. Dạ, ở đây là cái sân đình. Đình của Vĩnh Long. Bữa nay chủ nhật nên được có cháu Kim Ngân đi nữa nè, chào chị Năm. Chị tên gì á? Chị giới thiệu đi chị. Chị Thanh Mai. Tên gì? Thanh Mai. Thanh Mai, chị ở đâu tới chị? Ở câu lạc bộ Phường Tân Hữu. Dạ. Đình Tân Hữu chứ. Đình Tân Hữu. Vậy là chị đến giao lưu ha. Dạ. Dạ. Trong ở trong tổ 4 hả? Trong tổ của em luôn ha. Dạ, tổ 4. Phụ nữ nhóc hết trơn mà để phụ nam, để phụ nam ra tay à. Nữ nãy giờ làm rồi. Phụ nam giỏi quá nha, cảm ơn phụ nam nha. Mời nhập tiệc đi. Rồi anh chia cho anh chị Hương nè. Dưỡng cao lạc bộ chị cực lắm, chị cũng phải lo. Dạ, Út Hà thường giới thiệu chị Hồng Vân là chị này. Xin chào. Sang với Quý. Chị mời mấy chị qua bàn à. Đang ngồi đó rồi. Đến ngồi rồi. Cháu nó khẩu trang ra con. Đeo còn đen rồi, bỏ màu đỏ lên. Đây là chị Thúy Nga. Cuối nghe. Bạn ơi, nhiều có cái bịch huyết rồi nữa rồi. Dạ. Đúng rồi. Cắt luôn. Bữa nay mình quay quy giáo trước khi ca nha. Quy giáo này nữa là chỗ tổ trẻ của Đình An Hữu, Đình Tân Hữu. Đình Tân Hữu ở Vĩnh Long. Phường 8, Vĩnh Long. Phường 8. Đây có quay. Nhạc sĩ là anh 10, 10 bé. Thằng ấy mất tiêu rồi. À, dĩa để lại dĩa. Anh Ngân, anh Sáu, anh Hẹo. Dạ. Gì em quên tên nó hoài, em để anh gì? Biết hết. Dạ, tiếp đây thì nó đâu? Rồi, hả? Lai đâu rồi? Bên đây tên gì anh Nhẫn? Này tên gì? Thành. Bé ơi, Trung Hiếu. Anh ở xã gì? Hả? Ở xã gì? Xã Trung Thành Đông. Xã Trung Thành Đông. Nằm gần với Trung Ngãi. Dạ.
Trung Ngãi, Trung Hiệp rồi ha, đó thì xã Tân luôn á, qua cầu mới á, đó quay Tân Bản cầu mới là xã Tân luôn. Đông hả? Dạ. Nó có nhiều lắm, có nhiều mà cái đó nghe cũng hơi lạ. Cái này sau này chị lộp á, giờ ở đây chuẩn bị lộp hai con đường thế nào? Tiếng cái hộp cái giá đó rồi, giá này nó cho đó. Dũng qua ngồi Dũng. Bây giờ mình mở cái ngọn bàn thì. Dạ dạ em quen bên chút xíu đi vô thì ngồi đó đi. Trời ơi, tôi ngồi bên đây. Nó lớn rồi. Dạ, thì tính ra ngày lễ dỗ tổ là ngày 12 tháng 8, nhưng mà trong đoàn đó cũng như cái nhóm này làm ngày 11, nhóm kia 12, nhóm nọ 13, làm dài dài tới đây là trong cái chu kỳ tháng 8 luôn, cho nên là vòng vòng. Để coi bên nào đông nha. 2 4 6 8 9 3 6 9 10. Ôi, bên nữ mình thắng rồi, bên mờ nữ mình tới 10, nam có 9 à. Trời ơi, vậy là mình có cái gì ngồi cái đứa này đó chị. Rồi tính luôn là 10 đó. Ờ, nhờ thêm nhỏ này mình cho thêm luôn á. Ừ, ừ. Rồi, 9 với bé ngăn nữa là 10. Bên kia có 9 à. Chưa rồi luôn chưa. Vậy là trước đi luôn đó. Dạ. Dư nữa để nó có bữa bà xuống cho bà Hồng lo vậy đó, tôi nói không, bữa đó giúp cho mày 5 bản. Rồi cũng bỏ chị cút rồi bữa cũ bẻ cái bụng luôn ca nhà. Cao kê luôn. Cao kê đó hả? Tôi với bà là năm đi. Đất mưa đó. Giờ mình giới thiệu lại từ từ ha. Dạ. Anh nói hồi nãy anh nói anh tên gì anh? À, anh tên gì? Thầy à, thầy Tông. Thầy Tông, Nam Tông. Nam Tông, thầy Nam Tông. Dạ, thầy nguyên Tông là phó hiệu trưởng trường chính trị Phạm Hùng đó. Ồ, dạ. Rồi anh này chị, anh này là anh Quân. Anh Quân. Dạ. Quân. Dạ, tiếp theo thì anh Nhân mình biết tên nè, rồi tới muốn biết hết hả? Dạ. Rồi em chưa ngồi đâu, để coi còn ai nữa hả? Dạ. Vô đây đèo. Sáng qua đây ngồi sáng. Lai đâu rồi, lai đâu. Ở ngày qua lầu qua tận. Dạ, Dũng biệt thự hả? Dạ. Chúng rồi đi. Có gì không chị cảm thấy nha. Đi giảm rồi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Nhân đâu con quay phim cho thấy bà nội cái rồi nha. Nè cầm ơi. Nội chào đó anh. Quay giờ không cũng thấy bà nội. Tôi quay chim con mà không bao giờ cũng quay con cam cũng cho vậy. Phía sau mình quay này kìa gần. Mặt mình trần dần. Chứ không phải bà chị có điện chồng mà chưa. Đưa qua thì còn nó nhảy tung tung. Giỏi luôn, cái gì nè. Mấy chị ca bản rồi. Đúng rồi. Chưa chút đi từ từ vô nè. Mình hát ra hát rỡ nữa, mình có tinh thần. Có tinh thần, dạ. Vui vẻ được rồi. Vui vẻ là cái đó. Duy trì cái uống. Thầy uống được nhiêu uống như này. Nó nói hát hay không? Bạn nghe hát. Anh nghe. Chị hát à. Hát hay đâu bằng nghe hát. Nhạc nhạc. Nghe nghe. Cô chị mất á, Tâm Bình. Ông huấn luyện từ từ cũng ok à. Rồi, xong. Ở chưa nhập tiệc á, sớm đi chưa nhập tiệc. Chị Hương ơi, qua bên bạn phụ nữ giới thiệu giống nãy lại chị. Giới thiệu lại bữa nay chương trình gì nè. Lên công bố lý do bên bạn này chị. Đâu hai cái gì? Rồi chị Hương à. Chị Hương. À, công bố lý do bữa nay làm sao chị? Chị mượn ly này đi ha. À, bữa nay là ngày 20 tháng 8 năm Giáp Thìn ha. Do mình làm cái dỗ tổ xó gấu cải lương cũng lên tổ ơi, tổ nghề của mình đó. Dạ. Mời anh chị em đến trước là thắp hương cái tổ nghiệp.
sau là mình cùng vui buổi tiệc với lại giao lưu với nhau lại ca tiếng hát em. Tất cả của đình mình phù hộ cho mình được mạnh giỏi mình yên. Tụi em đẹp hay xấu gì nè? Không ở đây chắc chị nói chị đang nghĩ là trong cái bàn này không ai đẹp qua chị đâu. Cho chào phát tay, chào phát tay. Tiếp chị nói em đẹp đâu ai vỗ tay. Nói vậy đó ai hiểu sao hiểu. Bỏ đi thế nào vậy? Công nhận sáng đó, làm tụi mình trang điểm quá trời mà không bằng chị Hương buồn bả vậy mình ở nhà cực khổ trang điểm mà xuống đây không có đẹp bằng chị Hương á. Có bỏ đầu vô chứ.